này tự nhiên cùng điện thoại Vivo, mong Tết xung vầy, sự Tết đông đầy, ưu đãi giảm đến 500.000 đồng. Trò chơi sau đây chúng ta thử độ dẻo dai của con người. Là đi ngủ luôn không anh ạ? Dạ không ạ, hãy nhìn lên sân khấu, xin mời dạt qua hai bên. Bây giờ chúng ta sẽ thi đối kháng. Một người đội này đấu với một người đội kia, chúng ta được quyền lựa chọn cặp. 4 lần chơi, ai thắng nhiều hơn thắng. Trong trường hợp cả hai đều thua ở một mức thì cặp đó huề. Ok. Em với Luật. Em với chị Kỳ. Em với Luật là em lợi thế rồi. Hãy lựa chọn chiều cao tương xứng. Bản lãnh lên. Em với chị Kỳ. Em với anh Vinh. Trời ơi, tiền chơi đi. Em đi ngủ à. Đâu có, có sẵn cái giường 2 lần. 4 người lận anh. Người chơi tí nữa, tí nữa quay lại. Chị với em 4 lần à. Ai muốn với em à? Đây. Bây giờ cho Esty chơi trước đi, anh chơi sau cho. Đúng rồi, vậy thôi cho anh Esty chơi chị Kỳ trước đi. Rồi, mời, xin hỏi chọn mức nào ạ? À? Mức cao nhất ạ. 130. Dạ không, em chọn mức 90. Vô một cái một thắng hoặc thua luôn cho 73, đỡ mức. 130. Kỳ. Go. Lướt nhanh cái coi. Hai chị em mình. Ủa, mình đối lập với em. Từ từ chị giữ khoát xuống nha. Ôi hay quá, lên. Ôi hay quá, lên chị lên. Hay quá. Trời ơi. Ít thôi, xuống vừa đủ thôi. Xuống nhanh quá thôi, chị đừng có. Ủa đang vô hả? Ừ. Chị thấy qua khỏi mặt chị cái là chị bật game liền. À ok ok. 120. Mình đi một tông một thôi đi nha, chúng đi chậm đi nhanh nha. Đi nhanh để chơi dài quá đâu được. Ít thôi kỳ giữ vậy. Ít thôi kỳ giữ vậy. Ủa vậy hả? Ít chơi quá trời. Trời ơi, em có niềm tin mãnh liệt vào chị, gắng lên nha. Ít thôi xuống nhiều quá mệt. 110. Thôi đi nhanh nè, đi chậm. Chậm đi. Đi nhanh mới dễ phải không? Đúng rồi. Đi nhanh nào, tới kia dừng lại slow motion. Slow motion. Chưa tới đâu chị, chưa tới đâu, đừng ngã xuống. Chào bà Kỳ xuống giữ dây cây. Lên chị Kỳ ơi, lên. Chào bà Kỳ xuống giữ dây cây. Lên chị Kỳ ơi, lên. Kỳ ơi xuống ít tao đỡ mệt. Hay quá hả? Đi theo cái đó để thôi chị đỡ mệt. Cân tài cân sức. Hay quá. Cái này mình sẽ thắng. Chính rồi. Chị tôi hai vòng nha. Chưa khoan xuống, đợi tới đi hả? Nó không chơi mà Kiệp nó không chơi quá. Ôi, Kiệp nó không chơi quá. Ôi, Kiệp nó không chơi quá. Bây giờ mới là ba nguy hiểm. Anh Lộc ơi. Tài năng. Quay. Mình nghỉ ngơi chứ không anh? Trời, giữ vậy cây. Trời, có kỳ giữ vậy cây. Okay. ST, sao anh dữ vậy? 80, ST là dân nhảy múa mà. Trời ơi, cái mức này thấp lắm, ST ơi, cố lên. Em chỉ cần qua đầu là được hay sao? Đúng rồi. Đừng có đụng sàn nha. Không đụng sàn nha. Rồi lên chị Kỳ ơi, lên. Rồi lên chị Kỳ ơi, lên. Hay. Hay quá. Trời ơi, cặp đôi khủng khiếp. Cây phong đất tổ. Bây giờ là mức 70. Go, go. Trong đợi Lý Như Kỳ tiếp tục tỏa sáng. Ui, giang tay. Lên. Hay quá chị ơi. Sao đâu này dừng cuối. Bây giờ là mức 60. Được chưa xuống đâu. Chị Kỳ đợi nó tới đã. Mức 50, mức cuối cùng. Chưa khoan xuống nha, khoan. Từ từ nha Kỳ ơi. Từ từ hả? Rồi sao nữa? Đây là chưa tới đầu gối. Không được, bởi vì sao cái cây nó không qua đầu gối được. Nên này Huê. Huê, nhưng mà vỗ tay đồng nhiệt. Trời ơi, lần đầu tiên cô tiếp tục có tác dụng trong đội. Kính lại kính. Thủ bài bên tôi. Em đúng với tay chân luôn rồi nè. Cặp tiếp theo. Em với anh Vinh đi, Vinh lên. Ủa sao em không chọn Dạ hay Ngọc? Chị Ngọc dẻo lắm, chơi đấu gì kỳ. Đúng rồi. Cặp tiếp theo. Bây giờ là cặp đôi Trương Thế Vinh và Thúy Ngân. Cặp đôi vừa rồi là quá xuất sắc. Đến nỗi mà cái thang còn chịu không nổi nữa mà. Anh Vinh cố lên. Vị trí đầu tiên. Sao chơi giọng chị hơi yếu vậy? 100, có nghĩa là 1 mét. Go. Hay quá. Vinh nó cái bò đì Vinh nó to nên đúng xuống rồi. Lên rất là khó. Đúng rồi. Bây giờ là 90 nghe mọi người.
có dâu chú rể làm bể bình bông. Làm bể bình bông. Ok, một, nhà hai. Tên 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 yên tâm, yên tâm, anh Vinh phải tin em, anh Vinh. Quá dạ ơi. Đừng không anh Vinh chứ Vinh ngân là Vinh là đang còn ok lắm. Vinh tôi thiệt thưa quý vị là nấc nữa thôi là đi à. 70. Cố lên anh Vinh. Mình ăn cho cố vô bây giờ mình thấy hậu quá đúng rồi. Hồi nãy là hai giấc mì. Vô. Ôi từ từ, đi nhanh mà chuẩn bị đi nhanh nè, đi đi em. Đi chưa? Đội mình, đội nhà, đội nhà. Đội nhà, hỗ trợ anh. Quẩy số, quẩy số. Quá nhanh rồi. Thí Ngân đã chạm vòng 3 vào cái nệm rồi. Vinh chiến thắng. Tại vì bị lâu quá, em kèm không nổi. Anh Vinh tuyệt vời. Lâu quá không dừng lâu. Cái đùi Ngân sao mạnh bằng đùi Vinh được. Giỏi quá, tiếp theo giỏi luôn á. Là chúng tôi. Bật lấy đi nào. Ồ. Chị sợ. Dài ấm dữ hen. Chưa đâu anh mang qua đi. Xin hỏi cặp đôi Ninh Dư Lan Ngọc và Tiến Luật muốn mất bao nhiêu? 100. 100. 90. 90. 90 đi cho nó lẹ. 90. 90 đẩy thật lẹ. Ai sẽ là người chiến thắng? Go. Cái gì vậy? Đến hết luôn rồi. Đến hết rất chứ. Đinh Dương Lan Ngọc. Mất nốt thiệt chứ. Mất nốt thiệt. Bây giờ, nếu như kỳ sẽ đấu với ai? Chị dạ, Lâm Vĩ Dạ. Nếu mà kỳ thắng là kỳ đấu đấu nữa luôn, chứ tôi đấu không nổi nữa. Trận đầu tiên là ST về với Lý Duy Kỳ. Hai đợt vừa rồi là đội màu cam toàn thắng. Thì giờ Lý Duy Kỳ sẽ đấu để lấy lại danh dự. Chứ còn mình vẫn thua. À. Bây giờ là Lý Nhã Kỳ sẽ chứng tỏ cho tất cả mọi người cũng biết đây là át chủ bài của cái trò chơi này. Dạ không có đâu nha, chân em run rồi nha. Bây giờ xin hỏi vị trí bao nhiêu ạ? 70 ạ. 70. Wow. Go. Rồi, dạ luôn cây, đúng không ạ? Lần đầu tiên dạ thua luôn. Thử cho dạ cái đi. Dạ, tại sao em lại thua dạ? Tại sao em lại thua? Hả? Tại sao em thua? Dạ, em dục tóc bất đạt đó. Chơi thua dạ. Đừng dinh. Thưa quý vị thân mến, như vậy là ở trò chơi này, đội màu cam vẫn thắng. Và đội bị phạt ngày hôm nay là đội màu xanh. Chờ.